it up. Tình cờ gặp. Ôi, từ thời cấp 3 tới giờ mới gặp luôn nè. Tính ra mua ít đồ về ăn thôi. Còn mày đi đâu đây? Thôi chết, tao đi đón con. Thôi bữa nào gặp đi cà phê sau nhá. Ok. Tao đi nhá. Bye bye. Bye bye. Ủa? Mà thằng đó là ai mày? Ủa ai biết, cưỡng bạn cấp 3 của anh. Không biết luôn ấy. Không biết luôn ấy. Không biết luôn ấy. Không biết hả? Vậy thôi kệ mẹ đi. Lúc nãy ai ai với ta? Hồi đó học chung cấp 3 với mình. Ai mà biết được. Đi đâu mày? Đi lên. Tao đi xuống. Mày đi trước đi. Mày đi trước đi. Mày đi trước đi. Mày bảo tao đi trước rồi sao như này mà sao đi trước? Giờ tao đi qua phải nhá. Thì tao cũng đi qua phải nhá. Bây giờ như này nhá. Tao đi xuống, tao đi bên phải, mày đi bên trái, thế là xong được chưa? Ủa là mày ngược tao sao tao ngược mày? Mày đi qua phải, tao cũng đi qua phải. Bây giờ 1 2 3 tao qua phải, mày qua trái là xong, ok chưa? 1 2 3. Ba cái đầu. Trời ơi, rất mất thời gian từ nãy giờ. Bây giờ thì mỗi người đi một bên, một người bên phải, một người bên trái là xong. Mất nửa ngày trời người ta. Đây nè, rồi. Rồi, tao biết rồi, tao đang đi mua đồ, mày có cần mua gì tao mua cho. Trời đất ơi là trời. Tao thấy mà tao tức á. Vậy có sao không ạ? Em coi lễ cửa hàng của mình đi nha. Có cửa mà như không có vậy. Lau cái cửa bóng quá à. Có cửa mà như không có vậy. Lau cái cửa bóng quá à. Dạ, để em báo lên bên cửa hàng. Đúng không này lạ. Bằng tự nhiên một nỗi quạo vậy trời. Nó kỳ dễ sợ. Cái này Để bé. Lấy chị cái này nữa. Để xem nè. Thôi, lấy nốt cho chị cái này đi. Rồi. Ra tính tiền chị ha. Đi, ra tính tiền chị ha. Nhanh nhanh lên bé ơi, chị bận lắm. Từ từ ba. Rồi đó coi gì mà từ từ chứ. Dạ tổng của chị là 50 triệu. Dạ tổng của chị là 50 triệu. Dạ tổng của chị là 50 triệu. Ôi, tóc thiệt ta. 50 triệu hả em? Dạ. Nè, quẹt thẻ chị đi. Chị ơi. Hả? Thẻ của chị nó bị từ chối à. Bị từ chối hả em? Dạ dạ. Được rồi, để chị coi lại nha. Alo. Alo. Gì, có cuộc họp gấp hả? Ai vậy? Rồi, tôi về liền. Trời đất ơi. Biết rồi, đang về nè. Chị ơi. Ủa mày không thấy à, tao đang giặt áo quần đây. Mày vào đây làm gì? Đang rửa mặt nè, xem lại. Mà ba ở nhà dạo này sao rồi? Ba tao dạo này công việc hơi nhiều nên có hơi ốm một chút. Nhớ nhắc ba là uống thuốc đầy đủ nha. Nếu mà có gì thì nói để tao gửi tiền và cho ba mua thuốc. Ủa thôi không cần đâu. Không cần cái gì mà không cần, kêu thì cứ nhận đi. Thế gia đình mày dạo này có khỏe không? Khỏe, nhưng mà dạo này hơi trở trời nên là hơi ấy. Nhưng mà mày á, bên đó đó cũng trở trời thì nhớ giữ gìn sức khỏe nha. À, mà nghe nói em trai mày mới được học bổng gì đúng không? Đúng. Ừ, đúng mày. Mới ăn mừng xong luôn. Ôi, lần sau nhớ mời tao nha. Có gì hả, chúc mừng em trai mày. Ok nha. Luôn.
Ê mà đợi xíu mày ơi. Hả? Cái bên tao nó ồn quá nè. Nãy giờ nói gì vậy anh Kiến? Cũng phải nãy giờ mày nói chuyện với anh nè. Go! Trời ơi, nãy giờ em đang nói điện thoại, đang ồn, em không nghe gì luôn á. Đang ồn, em không nghe gì luôn á. Cứ nghĩ là tao mày. Vậy mà đòi làm chị em trăm năm. Thôi. Để đặt tao mình tiếp đi. Ghê. Mày dám uống nước của mình ta? Hay mà tao tức cơ. Đồ. Nó lại uống rồi kìa. Anh gì ơi? Anh. Đây nước của anh mà tại sao uống lại nhiều ấy? Anh để ý là 2-3 lần luôn rồi ấy. Cái gì? Đây nước của anh sao uống nước của anh? Ừ. Thằng này. Nước gì của anh đừng kể lại đi. Anh không ăn được vậy nha. Nước của người ta kêu ra mà uống. Ai phải tính tiền là biết. Anh để ý anh uống 2-3 lần của anh rồi đấy. Cái ly nào? Ly này. Ở ly này hả? Ừ. Nãy giờ anh nhìn kể lại đi. Nãy giờ nước của em không luôn á. Chị uống nhầm nó. Có cái gì hai người uống ly. Có cái gì hai người uống ly. Có cái gì hai người uống ly. Xin lỗi, được chưa? Trời ơi. Ba ơi, kìa em coi bị bậy bạ. Không có. Trời ơi, không có coi. Mày đừng có cãi, mày sang cái gì đây? Thật quá khách cho làm vậy. Ngày xưa, có ba chú heo con sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ. Gì đây? Không tắt được vậy? Sao đây? Không phải như bà nghĩ đâu ơi. Ba. Không phải. Đây là cái gì? Bài mở đầu với môn hóa học của ta là sẽ cùng nhau đi trả lời 3 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là hóa học là gì? Câu hỏi thứ hai là hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của anh chúng ta? Anh Kem ơi đang làm gì đó? Anh đang ghé mà tập quá nè. Sao à? Anh ơi, có cái câu này toán này em không hiểu, anh chỉ em nhớ. Cái này. Định hướng được cái việc học tập môn hóa học như thế nào? Ba! Anh Kem coi bên bậy nè! Nam ơi! Đánh mày phải chưa sợ à? Không có. Không học hành gì hết. Không có học bài. Chuốt cả trong phim. Ba ơi, tao hẳn mày. Ba ơi, tao hẳn mày. Ok, và video của bọn mình tới đây cũng là kết thúc rồi. Nếu mọi người cảm thấy video này hay á, để cho bọn mình một like, một share, một subscribe. Và đừng quên đăng ký kênh của bọn mình, với lại kênh của Heavy Free Fire nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Cậu quên không có tay kìa. Cho thêm một subscribe nữa này.